Chào mừng anh em đã quay lại với Minh Phụng Music. Nếu như bạn đang tìm một cây piano thiết kế đẹp thích hợp cho người mới học đàn thì mình gợi ý chính là piano điện Kodman KS1 Bluetooth. Hôm nay hãy theo mình vào kho khám phá cây đàn này. Hiện đang được bán với giá chỉ 12 triệu trong buổi chuẩn bị hàng để về với anh khách tại Biên Hòa. Chắc chắn anh em sẽ không thể bỏ lỡ. Team đã có mặt tại kho lấy đàn ra để chuẩn bị các bước quen thuộc thôi, cùng quấn ni lông nhé. Như mọi lần, ni lông sẽ bảo vệ được toàn bộ phụ kiện bên trong đàn, giúp đàn tránh va đập khi đang vận chuyển cũng như vô nước khi trời mưa. Và mình lại cùng mọi người khám phá chức năng hiện tại trên đàn. Bàn phím 88 phím với 5 cấp độ cảm ứng lực nhấn. Đàn còn sở hữu 128 polyphony và 20 âm sắc, đem đến sự vượt trội về âm thanh và giai điệu. Cổng USB giúp bạn kết nối với máy tính và điện thoại thông minh với máy tính bảng một cách vô cùng dễ dàng, hỗ trợ truyền nhận cả dữ liệu MIDI và dữ liệu âm thanh kỹ thuật số. Nhiều chức năng luôn luôn phải có trên những cây piano cao cấp của nhà Kodman, như là đếm nhịp với metronome, chia bàn phím với slip mode, trộn tiếng với Trinova và tăng giảm tông với Chesbo. Đàn có kết nối không dây qua các app học nhạc như Simply Piano, Perfect Piano bằng tính năng hiện đại MIDI Bluetooth trên đàn, giúp tiết kiệm giấy cáp mà bạn phải dùng. Kodman đem đến cây đàn này cho bạn 3 màu để lựa chọn, chính là trắng, đen và nâu gỗ. Ngoài ra, chế độ bảo hành trên KS1 Bluetooth vô cùng hấp dẫn mà bạn không thể bỏ qua, với bảo hành 24 tháng, 1-1 trong vòng 30 ngày, giao hàng và lắp đặt miễn phí, trả góp với lãi suất 0%. Quy trình chuẩn bị hàng đã xong, đợi xe đến và khởi hành nhé. Xe đến rồi, mang đàn lên xe thôi. Các bạn thấy cây đàn này thế nào? Tiện lợi và dễ dàng mang vác quá đúng không? Vậy tại sao bạn không sắm ngay một cây về nhà để tận hưởng những giây phút vô cùng hoàn hảo mà KS1 Bluetooth mang lại? Cảm ơn mọi người đã xem video hôm nay. Hãy nhớ like, share, subscribe để ủng hộ và đón chờ những video hay sắp tới nhé. Hoặc nếu quan tâm cũng như muốn trải nghiệm trực tiếp mẫu đàn này, các bạn có thể ghé showroom hoặc liên hệ qua hotline 0919768606 để được nhân viên bên mình tư vấn cụ thể hơn. Xin chào và hẹn gặp lại.